Do ảnh hưởng của bão số 2 tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 750 hecta lúa trên địa bàn huyện Lắk bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Hàng trăm hecta lúa của người dân tại xã Buôn Chía, huyện Lắk đã chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn. Hiện lúa hè thu 2023 đang giai đoạn trổ, làm đồng và đẻ nhánh, nên khi bị ngập lụt kéo dài sẽ giảm về năng suất và sản lượng, thậm chí mất trắng. Tôi làm vụ này là 1H6, mà thời tiết lúa thì đang mang đồng, thế mà thời tiết như này thì chắc là cũng thấy là mất trắng đấy ạ. Mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước từ lưu vực các sông suối đổ về và nước sông Cromana dâng cao khiến nhiều vùng sản xuất lúa tại huyện Lắk bị ngập nặng như Đắk Liêng, Buôn Chía, Buôn Triết. Bên cạnh đó thì hơn 150 mét đê bao tự đắp của người dân xã Buôn Triết bị hư hỏng. Nguy cơ nước tràn vào cánh đồng hơn 1.000 hecta lúa của người dân. Địa phương cùng bà con đã phải gia cố tạm thời. Năm ngoái thì bà con chúng tôi đã mất trắng diện tích rất là lớn và năm nay thì bà con chúng tôi diện tích lúa thì cũng đang làm đồng. Thì cũng đang cái nguy cơ 1-2 hôm nữa là chắc khả năng nước sẽ dồn về nữa. Thì bà con chúng tôi cũng không biết nói trước được điều gì về cái nước. Nên cũng mong các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ bà con chúng tôi để có một cái đê bao. Thì cho sau này bà con chúng tôi đỡ lo ngại về cái vụ hè thu năm nay. Phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện, chỉ đạo cho Ủy ban dân các xã thị trấn là tăng cường công tác là trực phòng chống thiên tai là 24/24. Và tiếp tục là theo dõi cái mực nước cũng như là thường xuyên là báo cáo tình hình về ngập lụt trên địa bàn đối với các xã phụ trách, đặc biệt là đối với những cái vùng mà ngập lụt có khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư và ảnh hưởng tới đời sống của người dân thì cần phải có cái phương án sơ tán. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, so với mọi năm, đây là đợt mưa lũ thất thường. Do đó, hơn 750 hecta lúa bị ngập đang trong giai đoạn trổ, đẻ nhánh, nên năng suất sản lượng sẽ giảm, thậm chí mất trắng.